Đi vào video mình cảm ơn 200 anh em đã đăng ký kênh của mình ha. Hôm nay mình sẽ dẫn anh em kiếm đồng ETH miễn phí nha anh em. Đầu tiên anh em một ETH bằng 181 đô nha anh em, gần 182 đô, tăng giá đột ngột luôn. Đầu tiên anh em điền địa chỉ của mail vô, mật khẩu vô anh em nhớ nha. Rồi hôm qua mình sớm mình có hướng dẫn anh em đăng ký một cái tài khoản Zcobay, mình sẽ lấy với địa chỉ của bay đang mình đăng ký nha anh em. Anh em mở app của bay lên, anh em chờ chút nha. Anh em nào mà có thương mình thì nhắn một đăng ký subscribe ủng hộ kênh mình, còn không ấy thì bỏ qua cũng được. Mình không có ép ai hết chứ, mình cũng trước khi vào video mình cũng không có hướng dẫn kêu ép anh em nào đăng ký kênh chứ. Nè anh em nha, nhấp vào ETH nè, rồi anh em bấm vào chữ treo nè. Ê lộn, anh em bấm vào chữ ETH rồi anh em bấm vào chữ ETH wallet chứ, mình lộn nha. Rồi anh em bấm vào cái hình này nè, hình vuông vuông đây à, mình có chỉ phanh dùng đó. Anh em bấm vào, rồi anh em bấm chữ ta nè, màu chấu xanh xanh nè. Rồi anh em bấm vào chữ copy. Rồi vậy là copy du ETH là thành công đó nha mọi người. Rồi mọi người thoát ra, đảo lại cái trang web hồi nãy. Anh em bắt cái địa chỉ vô, rồi anh em dán nó vào. Còn này mình rồi anh em bấm vào tôi không phải người máy, rồi anh em bấm vào nút đăng ký. Anh em nhập captcha xong rồi anh em bấm vào chữ đăng ký nha. Đây mình đã đăng ký rồi. Này mình đăng nhập là đăng, mình hướng dẫn anh em nè. Phan anh em chờ chút mình đăng nhập lại. Như vậy mình đã đăng nhập thành công nha anh em. Đầu tiên anh em vào con số may mắn nè. Anh em nhập captcha vào, anh em chọn một con số nha anh em. Sau khi anh em vô phần giấy số nè, phần thứ tư nè. Phan, đây mình kiếm hướng dẫn từ từ cho anh em kiếm đồng miễn phí nha. Giấy số của bạn. Sau khi anh em vào chơi giấy số thì nó tặng cho mình được 0.00005 gì 6 ETH của nước Pháp nha anh em. App này, web này là của người Pháp. Đầu tiên anh em vào một giấy số kiếm thêm nè. Anh em vào một giấy số nè. Đó. Đó, anh em. Ơi, lộn anh em ơi. Mình vào một nhân anh em ơi. Một thứ hai á. Nè, anh em chọn số nào anh em chơi nè. Chọn cao thấp nghe, đặt cược nha. 50 đi mình đặt, 80, 40 đi. Anh đặt cược thấp đi. Vô. Đồ bạn nhận được 0.15 ETH nè anh em. Mình nhấp cái nữa, cược cái nữa. Rồi bạn đã mắc mình chơi cái nữa. Đồ cộng 0.15, đặt cái nữa. Đồ bạn đã thắng nè. Anh em chơi kiếm miếng phát rồi bạn đã mắc, chơi cái nữa, chơi cho cục đi, chơi cái nữa, cái nữa kìa, cái nữa, trời ơi, nhân lên cái kia mình nhân hai thứ kia thắng rồi. Ồ, nhân được không? Rồi anh em vô đây kiếm đồng miễn phí nha anh em. Anh em vô chọn con số đó, nhiều khi mình trúng được thì mình được cao lắm anh em. Giấy số nè, để mình giới thiệu giấy số cho anh em nè. Thực sự số toàn cầu dòng năm vừa qua nè, những người này thắng nè. Sổ số toàn cầu đã giành được sòng mua vé. Anh em mua vé thì mắc đồng ấy của mình hả anh em. Nè.
Thật đơn giản, nếu bạn mua vé, bạn có cơ hội giành được giá được tính từ giá loại dòng sổ mắc 7 ngày nếu bạn giành được thứ gì đó. Liên hệ. Sau khi hết giờ, anh em vô đây nhận tiếp đồng BT, nhận vé số anh em. Nhận vé số là cái xu đồng ETH miễn phí của mình đó. Anh em vô một kiếm thì coi. Nè anh em có cái đồng ETH, anh em đừng có rút, để cho nhiều nhiều nha. Nếu bạn muốn có thể kiếm thêm một số ETH nào, mình giữ cái đồng ETH trong tài khoản của mình là lãi suất của mình được là 6% là hàng năm hàng tháng nha anh em. Đồng ETH này quá lên này nè. Một ETH là bằng gần 180 đô. Anh em, sau khi anh em mà chơi với số được, anh em nào thắng thì được 200 đô la mỗi giờ. Trong trò chơi miễn phí của chúng tôi, bạn có thể giành được ETH. Bạn không cần phải bất kỳ tài khoản nào, nó miễn phí và bạn có thể giành được 200 đô la mỗi giờ anh em. Nhìn vào bạn dưới đây, nó phụ thuộc vào số lượng. Nếu bạn quay 10.000, bạn sẽ được 200 đô la. Nhưng nếu bạn muốn giành được nhiều hơn, bạn có thể nhân ETH là dòng quay hồi nãy nè anh em. Anh em bấm vào đây, tôi không phải là người máy anh chơi nè. Để mình chơi thử cho anh em cái này nữa, cho anh em chơi. Anh em tự tìm hiểu nha. Chọn đèn giao thông. Đây mình chỉ review, không mình không có thời gian mà review nhiều cho anh em. Mình chỉ ấy đèn giao thông tiếp theo. Rồi. Anh em chơi đi, cái này bảo mật lắm, anh em phải nhập cấp tra từ 2 lần anh em. Mà mình không thích cái kiểu này. Rồi, chọn số anh em. Đù. Phát âm thanh khi hết giờ, kiểm tra âm thanh. Là 1 tiếng là anh em vô đây chơi với số là nghe. Bạn nhận được 1.328 và kiếm được 0.005 ETH nha. Rất ngon anh em. Khi, sau khi mình có ETH xong, mình vô mình chơi chữ nhân cái nữa. Phan, mình đặt cược 80 rồi. Mình chơi đặt cược thấp, mình chơi gì đó mà chúng giữ. Trời, bạn đã mắc. Số 9 nè, này là số 9 là mình thua anh em. Nhân lấy hai cái này đi, tức quá. Thắng ngay đó. Đù, bạn 0.5 ETH. Rồi, vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật nhiều đồng ETH trên cái app này. Sau khi mình có đồng ETH, mình đổi về PayPal sang Việt Nam đồng anh em. Chào tạm biệt tất cả những người bạn đang xem, người bạn thân yêu đang xem kênh của mình. Chúc mọi người kiếm thật là nhiều tiền.